Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tối ngày 29 tháng 5, dư luận đã không khỏi xót xa, bàng hoàng trước vụ việc trẻ mầm non ở Thái Bình không qua khỏi, nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Sự việc xảy ra tại cơ sở 2, trường mầm non Hồng Nhung, thành phố Thái Bình. Theo đó, chiều ngày 29 tháng 5, người nhà của một học sinh 5 tuổi đang theo học tại trường này đến đón con mình thì không thấy con nên báo với cô giáo. Các cô giáo nói, cháu không đi học nhưng bố cháu bé khẳng định xe nhà trường có đón cháu nên cùng các cô giáo đi tìm. Khi mọi người phát hiện cháu bé bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón mang biển kiểm soát 17F00091 mới đập cửa đưa đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, đây không phải trường hợp duy nhất, bởi trước đó có một số vụ trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón. Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1 ở trường Gateway Hà Nội tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Những người làm giáo dục, cộng đồng bàng hoàng, bởi đây là lần đầu tiên một tai nạn hy hữu xảy ra trong việc đưa đón học sinh mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách, cầu thả của những người liên quan. Sự việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu LHL. Sau khi trả trẻ, cả hai đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L vẫn đang trong xe. Tại lớp học, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy đã điểm danh và phát hiện cháu L vắng mặt nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng, cũng không cập nhật kết quả vào hệ thống của nhà trường. Phải đến khi được nhắc nhở, bị cáo Thủy mới cập nhật lên hệ thống nhưng lại ghi nội dung bé L vắng có lý do. Chiều cùng ngày, cháu L được phát hiện bỏ quên trong ô tô và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Ngày 15 tháng 1, 2020, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến, tài xế lái ô tô đưa đón học sinh 15 tháng tù, cùng với tội cố ý làm chết người. Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé L, tòa tuyên phạt 12 tháng tù và không được giải sau một năm. Sau vụ Gateway, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 13 tháng 9, 2019. May mắn thay, do tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát nạn. Sự việc xảy ra tại Tiên Dũng, Bắc Ninh. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. Được biết, cháu đi học mầm non sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019 bằng xe đưa đón của trường. Sau khoảng 7 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ. Cháu được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiệt, sốt, hạ đường huyết, mất nước. Nguyên nhân tài xế cũng là chồng của chủ cơ sở giáo dục mầm non Đồ Rê Mí để quên cháu trên ô tô. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa. Tháng 9 năm 2020, do cô giáo phụ trách xe và tài xế chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã bỏ quên một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Đoàn Địa Điểm Hà Nội trên xe đưa đón. Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên ô tô từ bên trong. Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, ra soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường. Sau khi rà soát, trích xuất camera cho thấy, cô giáo theo xe và tài xế đã bỏ qua bước xuống xe để kiểm tra theo quy định. Nhà trường đã liên hệ kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh. Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng cô giáo đã trực tiếp đến xin lỗi cho mẹ học sinh, đồng thời nhà trường đã ra quyết định kỷ luật hai nhân viên thay người phụ trách xe. Tháng 6 2020, một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài. Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 22 tháng 6, 2023. Theo chương trình, học sinh trường tiểu học Comedy, quận Cầu Giấy, Hà Nội tham gia khóa sinh hoạt hè đã đi dã ngoại ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Buổi sáng, xe xuất phát chờ 20 học sinh năm nay vào lớp 1 cùng với 50 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại. Đến trưa cùng ngày, xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố. Sau đó, một học sinh bị nôn, giáo viên chủ nhiệm đi theo em này và bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe. Chỉ đến khi đi vào nhà ăn có 20 suất nhưng chỉ có 19 học sinh ngồi vào bàn ăn. Giáo viên, nhân viên mới phát hiện ra thiếu một học sinh. Lái xe sau khi trả học sinh đã đánh xe đến một khu vực khác và đi uống nước. Học sinh bị bỏ quên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, trên xe có gắn hai camera nhưng trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra việc vẫn còn một học sinh đang ngủ. Sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu một học sinh,
Giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh. Lúc này, lái xe liên hệ và thông báo phát hiện một học sinh trên xe. Sau vụ việc, hiệu trưởng nhận lỗi về phía nhà trường. Trước tình trạng nhốn nháo trong đưa đón học sinh bằng xe ô tô ở nhiều tỉnh thành, tháng 5 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi tới Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đưa vào luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ quy định một số nội dung về dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để khắc phục bất cập hiện nay, đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào luật sửa đổi, bổ sung luật giao thông đường bộ 2008. Cụ thể, vận chuyển học sinh cần được xem xét là một loại hình vận tải đặc biệt, kèm theo các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường an toàn, năng lực và trách nhiệm của các chủ thể liên quan như đơn vị cung cấp dịch vụ, lái xe, người quản lý học sinh. Các tổ chức cá nhân tham gia phục vụ dịch vụ này phải có quy định trách nhiệm cụ thể và phải được tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Ban soạn thảo luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ 2008 quan tâm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên trong quá trình soạn thảo, đảm bảo an toàn cao hơn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón. Sáng 29 tháng 5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 đã mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra, Cục C03 vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo cáo buộc, ông Đoàn Ngọc Phương bị điều tra về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Liên quan vụ án, Cục C03 khởi tố Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, thành viên thường trực hội đồng, kiêm tổ trưởng tổ giúp việc hội đồng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Đáng chú ý, Cao Đại Nghĩa hiện là bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cũng do Cục C03 thụ lý điều tra. Bị can còn lại là Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trước đó, tối 24 tháng 5, Cục C03 cũng khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Quang Thung và 8 bị can khác liên quan đến những sai phạm tại dự án ở khu đất vàng 3939B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.